Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Lâm Đồng ngày 3 tháng 4. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể địa phương, lãnh đạo các tỉnh bạn cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Diễn văn của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã làm sống lại những ngày tháng lịch sử cách đây 40 năm. Quân và dân Lâm Đồng cùng các đơn vị bộ đội chủ lực đã hiệp đồng tiến công và nổi dậy, giải phóng quê hương. Chiến công hào hùng của quân và dân Lâm Đồng đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng quân, dân của cả nước, làm nên đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Vượt qua những khó khăn bằng những việc làm thiết thực cụ thể, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong 40 năm qua đã là minh chứng rõ rệt nhất cho việc phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, của quê hương Lâm Đồng. Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong chặng đường mới. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ đã biểu dương những thành tựu của tỉnh Lâm Đồng đã đạt được sau 40 năm giải phóng, đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Lạt Lâm Đồng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, là nơi để những người lính năm xưa gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm trong niềm xúc động sâu sắc. Đồng thời cũng là dịp để thế hệ trẻ hôm nay tự hào hơn về những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng, nhận thức sâu sắc hơn những kết quả đạt được cũng như những hạn chế khó khăn, để từ đó tăng thêm niềm tin, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Lâm Đồng giàu mạnh.